Vâng, em Triều xin kính chào toàn thể quý anh chị và bạn nhé. Vâng, quay trở lại với chuyên mục ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho mọi người một mẫu xe em vừa ra đến cửa hàng nguyên bản mộc. Khi mà em bắt đầu em chuyển xe từ Sài Gòn ra là xe như nào, và em cũng giới thiệu thông tin em đang bán chiếc xe luôn. Thì trước màn hình nhỏ của quý anh chị và bạn đang là một mẫu xe Outlander. Chiếc Outlander của em thì là phiên bản này nó không phải như các bạn bình thường, nó là phiên bản giới hạn nhá. Nó là phiên bản giới hạn của Outlander, phiên bản đặc biệt limited. Chiếc này của em là sản xuất năm 2020 này, lăn bánh được hơn 1 vạn cây số, màu lâu cà phê rất là sạch sẽ và sang chảnh đây. Và em nói luôn là chiếc này em vừa ra cửa hàng xong, đây em vừa nhận xe xong và em đã kiểm tra xe rồi, và xe mọi cái đang là chuẩn chỉ zin đây nhá các bác nhá, vẫn còn rất là bụi đấy. Em lên sóng luôn để cho các bác có thể là tham khảo được về mẫu xe này đấy. Đây là bản chất của một chiếc xe mộc. Đây là bạn chất một chiếc xe mộc các nhá. Đấy, không chưa gọi là chưa phải làm cái gì cả, chưa rửa, chưa dọn, chưa sơn khi, chưa đánh bóng gì nhá. Thì các bạn có thể để đi của em để xem những cái chi tiết cơ bản nhất này. Em sẽ sang này cho các bác xem cho sáng. Bên này nó có hương nắng thì nó sẽ sáng hơn, các bác sẽ nhìn rõ hơn này. Vành nó rất là mới và đẹp đúng không? Cũng không có một vết xước nào cả. Xe rất là đẹp nhá. Đường gân sơn khi các bác có thể nhìn cho em này. Đấy. Rất là đẹp đúng không? Gân xe cực kỳ led luôn. Đấy, phiên bản này các bác này, em cho xem phiên bản này đây. Rockfox. Đấy, tiếng Anh thì thật ra em không thạo lắm, em xin phép không được, các bạn biết có thể là đánh vần em cái này được. Đây là Outlander các bác nhá. Phiên bản limited, cốp điện tiện lợi theo xe. Đây, các bác lại nhìn cái cốp điện nó này. Đấy. Rất là mới. Các bác có thể đánh giá những con ốc của em này, nhìn những con ốc này. Vẫn còn nguyên dấu sơn rồi, rất là mới. Đây, những cái đinh khuy lẹp tán lên xe, keo chỉ zin tất cả mọi cái nhá. Đây, khoang ghế thứ ba này, rất là mới đúng không ạ? Cửa sổ trời này. Tiếp nhá, em đi các bác cùng xem này. Em sẽ đi tiếp về cái phần nội thất bên trong cho bác nhá. Con này thì tiết kiệm nhiên liệu lắm rồi. Nhiên liệu có đây, có 7,25 lít kết hợp thôi, rất là tiết kiệm. Tiếp đến này, khoang ghế trong nhá. Đây là em chưa dọn dẹp nhá, các bác có thể để ý cho em chi tiết này. Loa của nó này, loa dốc phong đây này. Đấy, các bác có để ý không? Loa. Những cái phiên bản Outlander bình thường thì không có, nhưng đây là phiên bản giới hạn limited thì nó sẽ có như thế này nhá, các bác có thể để ý nhá. Chưa dọn dẹp cả, khoang ghế này rất là đẹp đúng không? Tiếp đến thì lên khoang lái này. Đây, bật nguyên xi từ lúc ra. Con này còn cam 360 các thứ rất là ok. Sấy sưởi ghế rồi phanh tay điện tử các bác này. Đấy. Đây là trên vô lăng. Em sẽ vào em lên màn hình chính nhá. Đây, km thực tế còn hiện tại nó đây nha các bác nhá. Đây các bác có thể xem này. Màn hình này, màn hình của nó theo xe và cam 360 theo xe. Đây nha các bác nha. Đấy, cam 360 theo xe. Rất là ok đúng không ạ? Con này thì em chưa thử nghe nhạc, nhưng nghe nói là cái loa này hay. Đây loa rất nhiều loa nhá. Con này là trang bị là 1 2 3 4 5 6 loa. 6 loa cũng cực kỳ là ok rồi, cửa sổ trời. Tiếp nha, em cho các bác xem máy của xe nhá. Em sẽ cho các bác xem cái bộ máy của xe. Rồi. Để các bác đánh giá là cái xe nó chưa dọn và cái xe nó dọn rồi nó như nào nhá. Đây, xem qua lại phần nội thất tí nữa đi. Rồi sau đó các bác qua bác các xem máy không em. Xem cái bộ máy nó xe nó như nào nhá. Đây. Bản chất là nguyên bản này, vẫn còn bụi mù bụi bẩn này này. Và chưa phải làm gì cả. Nhưng mà xe nó đẹp các bạn. Mà em kiểm tra rồi, xe nó đẹp. Thì em cho các bác xem. Đây nhá, máy của xe này. Tất cả đều là bụi nguyên nhá. Ốc cao su trên máy này, ốc hoàn máy này các bác có thể ý nhé. Đây, em sẽ quay hai chi tiết cơ bản nhất là ốc cao su trên máy, ốc hoàn máy này. Bát bèo này, nhìn những con ốc nó mới kinh khủng luôn. Đây, con này mà dọn lên thì nó cực kỳ đẹp các bác nhá. Và em lưu ý là em sẽ không dọn máy. Con này em sẽ không dọn máy. Đấy, em sẽ để nguyên máy cho các bác xem. Đấy, đây rất là đẹp. Thì đấy, cái tầm giá loanh quanh khoảng hơn 400, à hơn 800 triệu. Thì các bác phải lưu ý giúp em là một chiếc xe Outlander bản 5 cộng 2
biển số Sài Gòn em đang rút hồ sơ rồi nhá. Đấy, cam kết chất lượng và bảo hành từ 5.000 km đến 6 tháng. Đấy, các bác có thể tùy ý nhá. Đèn này, đèn rất là sáng, đèn LED đấy. Nhưng mà cơ bản bây giờ nó đang bụi các bác ạ, nhìn nó hơi khó, nhưng mà thôi đây là chiếc xe mộc, thì nên các bác có thể là có cần gì thì có thể là báo em để em rửa dọn lại, em sẽ phun ảnh cho các bác để khi mà các bác đến xem xe là xe nó sạch sẽ và chuẩn chỉ nhá. Vâng, và với chiếc xe này em đang chào bán mức giá là 865 triệu đồng và có thương lượng thực tế khi xem xe tại Gàng. Thì nếu mà các bác nào mà quan tâm đến chiếc mẫu xe này thì có thể đến với địa chỉ cửa hàng em đây này, số 86 phố Trương Công Giai, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, sàn ô tô Mỹ Đình nhá, để xem xe thực tế. Tại bên em cũng có rất nhiều cái mẫu sản phẩm khác, các bác nào có thích lựa chọn thì có thể đến với cửa hàng em. Vâng, và em xin kết thúc video ở đây và em xin gặp lại mọi người những video tiếp theo nhé. Em xin chào mọi người.